Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu? Không có vành đai, không có giới hạn. Người sai ta đi khắp nơi, người sai ta đi muôn lối, đem tin mừng cho mọi người. Hôm nay ta ra đi đừng có lo sợ điều gì. Ta đem Đức Kitô vào nơi rừng rừng xa xăm. Như những nhà thờ sai ra đi và không sợ hãi, đem Chúa đến mọi miền tỏa lan tình yêu vô biên. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu Chúa ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Như một vườn hoa, trăm hoa bướm nở khoe sắc, mỗi hoa mỗi hương, mỗi hoa mỗi sắc, miệng là làm đẹp cho giáo hội, miệng là tôn vinh ngợi khen chúc tụng quyền năng của Thiên Chúa. Xa xa có ai đi cùng ta, ngước lên trời cao xanh có đám mây kia an lành. Hãy xa vùng ngoại biên vâng theo lệnh Chúa truyền, ta trở nên nhân chứng hiệp hành hiệp thông tham gia sứ vụ. Ngoại biên